Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21 từ câu 15 đến hết câu 19. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăm dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, người bảo ông: "Hãy theo thầy." Hành trình theo Đức Giêsu của tông đồ Phêrô là một hành trình nhận ra sự yếu đuối của mình để vươn lên. Vươn lên từ một Simon nghĩ mình có thể yêu mến Chúa bằng tình yêu hoàn hảo, đến một Phêrô biết mình chỉ có thể yêu mến Thiên Chúa bằng tình yêu bất toàn. Khi thật sự bước theo Đức Kitô, người Kitô hữu chúng ta cũng phải biến đổi từ con người cũ, tiến dần tới con người mới. Trước khi có thể nói với Chúa: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy", thì Phêrô đã nhận ra con người thực đầy yếu đuối của mình. Simon tội lỗi sợ hãi đến mức Đức Giêsu đã phải trấn an ông. Chúa nhắc nhở thân phận Simon chỉ là xác phàm sau khi tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Lòng tin yếu kém khiến Simon chìm xuống khi đi trên mặt biển. Bản chất tự nhiên chưa thể thăng hoa khi mang tên Phêrô và nhận sứ mạng xây dựng hội thánh. Lúc đó, Phêrô kinh hoàng không biết phải nói gì và đang nói gì trước cảnh Chúa biến hình. Sự yếu đuối của Phêrô được bộc lộ qua tính khí nóng nảy, cương quyết, bộc trực, bạo mồm bạo miệng, bạo lực và cả giả hình giả bộ nữa. Những lời mạnh mẽ đầy tự tin trước cuộc thương khó lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đầy yếu đuối sau đó. Con người yếu đuối của Phêrô đã học được nhiều bài học từ thầy Giêsu. Thế nhưng, Phêrô phải trả giá đắt cho bài học về sự khiêm nhường, nhận thức về thân phận thụ tạo, ưa đề cao cái tôi, trong khi Đấng cứu độ lại hết mực khiêm nhu. Đời sống thiêng liêng của Kitô hữu chúng ta cũng giống như hành trình đức tin của ông Simon Phêrô. Nếu từng bước bác dân trài Simon tiến gần đến tông đồ Phêrô, thì chúng ta cũng phải từng bước thay đổi để có thể trở nên tốt hơn và trở nên chứng nhân cho Chúa Giêsu. Chúng ta yêu Chúa bằng tình yêu bất toàn, nhưng chúng ta không thất vọng về điều đó, vì biết Chúa luôn luôn yêu chúng ta nhiều hơn ta yêu người. Chúa Giêsu đã nói: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."